Đại diện cho chương trình giáo lý trực tuyến các anh tìm gì? Xin gửi lời chào bình an trong Đức Kitô và lời chúc sức khỏe đến hai quý thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình giáo lý trực tuyến hôm nay là một buổi phát sóng đặc biệt. Chúng tôi mời gọi quý vị cùng tham gia buổi tọa đàm hôm nay với chủ đề Quan điểm Hội Thánh về vấn đề công bằng và sự thật trong xã hội. Đây là một đề tài liên quan đến môn học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị, không ai là một hoàng đảo như tác giả Thomas Merton đã nói. Con người có sự liên đới với nhau, là con người thì luôn có tính xã hội. Một xã hội luôn tốt đẹp khi mà mọi phẩm giá con người được luôn tôn trọng. Điều này liên quan đến công bằng xã hội, tự do và nhân quyền. Ở trong thập điều, đây là điều mà giới răng thứ bảy có đề cập, người chớ trộm cắp, chớ lấy của người. Ở bài giáo lý trực tuyến số 54, tôi đã chia sẻ về điều răng thứ bảy, chớ tham lam của người, sống đức công bằng. Trong đó tôi đã đề cập đến quyền chung hưởng và quyền tư hữu. Giới răng này cũng đề cập đến sự tôn trọng con người và của cải. Hôm nay xin được khai triển thêm ở khía cạnh xây dựng một xã hội tốt đẹp của bất kỳ một quốc gia nào, được gọi là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay, chúng ta được hân hạnh chào đón Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh. Ngài cũng là một giáo sư về môn học thuyết xã hội trước đây mà tôi cũng đã từng là học trò của ngài. Kính thưa cha, một lần nữa kính con xin hân hạnh chào Đức cha và chương trình một lần nữa xin được hân hạnh chào đón Đức cha. Tôi rất vui mừng được gặp lại cha Lâm Phước Hùng và quý anh, quý chị, quý thành viên trong ban truyền thông và đặc biệt là qua ban truyền thông xin được chào, gửi lời chào đến tất cả quý ông bà, anh chị em vẫn theo dõi cái chương trình này. Và hôm nay tôi cũng rất hân hạnh được góp đôi điều nhỏ mọn về chiều kích xã hội của học thuyết xã hội công giáo. Chúng con xin cảm ơn Đức cha. Kính thưa Đức cha, nói về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo thì đối với linh mục tu sĩ chắc không xa lạ. Nhưng đối với một số ông bà anh chị em giáo dân thì có vẻ cũng một số người rất ít đã nghe cái từ này. Vậy kính thưa Đức cha có thể nói về một cái tóm lược về học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo như thế nào? Nói về cách tóm tắt và bình dân thì chúng ta có thể nói thế này. Thần học Kitô giáo bao trùm tất cả mọi lĩnh vực, từ cứu độ cho đến phụng vụ, cho đến bí tích và cho đến sinh hoạt trần thế. Thì chúng ta có thần học bí tích, thần học tín lý, rồi chúng ta có thần học luân lý, rồi chúng ta có thần học đề cập đến cuộc sống, đến kinh tế, chính trị, xã hội. Thì đó là cái môn mà học thuyết xã hội công giáo nằm trong lĩnh vực đó. Yeah. Một lĩnh vực thần học, nhưng mà được chiếu soi từ tin mừng của Chúa, để rồi từ đó đưa ra những suy tư, những nguyên tắc, những phán đoán về lĩnh vực trần thế, một lĩnh vực rất quan trọng trong đời sống của con người của chúng ta. Dạ, cảm ơn Đức cha. Như vậy thì nó không đơn giản chỉ là một cái học thuyết, một quan niệm trong xã hội. Kính thưa Đức cha, như vậy học thuyết xã hội này bắt đầu từ khi nào và nó bao gồm những điều nào, thưa Đức cha? Vâng, nói một cách xa xôi thì học thuyết xã hội bắt đầu từ Thánh Kinh, từ Cựu Ước, đặc biệt là những bài giảng của các ngôn sứ. Khi các ngôn sứ đề cập đến vấn đề bất công, vấn đề liên đới, khi các ngôn sứ đề cập đến lối ăn chay mà Thiên Chúa muốn, không phải là rắc to trên đầu rồi mặt thiểu não hay là nhịn ăn, mà lối ăn chay mà Thiên Chúa muốn đó là sự nhân ái đối với nhau, đó là trả lại đồng lương cho những người thợ nghèo nàn, đó là đừng có cướp bóc, đừng có bóc lột. Và khi làm được như vậy thì
Thiên Chúa sẽ chấp nhận lời của chúng ta. Còn trái lại, các ngôn sứ nói rất rõ, rất nhiều đoạn văn rất là hay, là nếu mà kêu cầu Chúa nhưng mà bàn tay vẫn dính máu, rồi vẫn tham lam bất công, vẫn ức hiếp người nghèo, thì dù có kêu suốt ngày suốt đêm Thiên Chúa cũng không nghe. Nhưng mà khi mà thực hiện được lòng nhân ái, chia cơm sẻ áo cho người cùng khổ, giúp đỡ những người cô nhi quả phụ, thì lúc đó kêu lên Thiên Chúa sẽ trả lời, có ta đây. À, và chính vì vậy thì nguồn gốc xa của học thuyết xã hội là bắt đầu từ Cựu Ước, đặc biệt những sứ điệp của các ngôn sứ. Rồi trong Thánh Kinh chúng ta thấy cũng rất rõ, trong bài giảng trên núi của Đức Giê-xu cũng đề cập đến vấn đề đó. Rồi các thánh tông đồ, và đặc biệt là trong thư của Thánh Phao-lô cũng nhiều đoạn nói về vấn đề đó. Nhưng khi nói là học thuyết xã hội Công giáo thì chúng ta thấy có một cái khởi điểm lịch sử cụ thể là bắt đầu từ thông điệp Rerum Novarum, tân sự của Đức Thánh Cha Leo 13 vào cuối thế kỷ thứ 19, năm 1891. Và đó là khởi đầu một giai đoạn đặc biệt, giáo huấn xã hội đi vào thông điệp chính thức của các đức giáo hoàng. Và khởi đi từ đó thì người ta tính sau cái thông điệp Rerum Novarum có thông điệp nào, và cho đến hôm nay thì các cái giáo hoàng vẫn lấy cái thông điệp Rerum Novarum như là thông điệp đầu tiên khởi điểm của giáo huấn xã hội Công giáo, như là một môn thần học về vấn đề luân lý, chính trị, kinh tế, xã hội. Dạ, vâng, con xin cảm ơn Đức Cha. Như vậy Đức Cha mới vừa trình bày liên quan cái học thuyết xã hội nó đụng chạm đến con người, rồi đụng chạm tới cái vấn đề thể chế và kể cả chính trị. Và khi đụng chạm đến đó thì chắc chắn có những cái sự mâu thuẫn, có sự đối lập. Vậy xin Đức Cha cho biết rằng những cái sự đối lập này nó có cần thiết hay là nó sẽ mang tính loại trừ, thưa Đức Cha? Sự đối lập, nếu mà đối lập mà cạnh tranh trên phương diện tư tưởng hay là theo chế độ dân chủ thì đó là cần thiết. Cái những đối lập đó nhiều khi thúc bách chúng ta để tìm một cái giải pháp nó đẹp hơn, lý tưởng hơn. Chúng ta biết trên đời này không có cái giải pháp nào là hoàn thiện. Nhưng rồi nếu mà những nhà chính trị, những công dân, những người có trách vụ trong xã hội được trao cho nhiệm vụ lãnh đạo xã hội trần thế, có thiện tâm và có ích chung, nghĩ đến ích chung, nghĩ đến quyền lợi của quốc gia đất nước, luôn luôn cố gắng tìm những giải pháp thích hợp cho những hoàn cảnh cụ thể, thì lúc đó ta thấy sự đối lập mở ra con đường đối thoại, đó là một cái điều rất là hữu ích. Thì không ai có thể nắm tay suốt ngày, cũng không có một lý thuyết nào có thể hôm nay thích hợp, nhưng mà rồi khi đó chẳng hạn 3 năm nữa, 10 năm nữa, khi hoàn cảnh biến đổi, khi kỹ thuật biến đổi, thì rất có thể cái mà hôm nay chúng ta gọi là tân tiến, là hợp thời, đã trở thành lỗi thời. Chính vì vậy, đòi hỏi luôn luôn phải biến đổi, đòi hỏi luôn luôn phải canh tân, và canh tân biến đổi đó nhờ những người có cái nhìn, có cái tầm nhìn, có cái thiện tâm, để rồi luôn luôn tìm kiếm những gì phù hợp hơn đối cho dân tộc của mình, cho đồng bào của mình, cho những người nghèo. Thì tôi thấy cái đối lập đó, theo cái nghĩa đó, theo nghĩa xây dựng, không cái nghĩa phá đổ, là rất cần thiết. Rất cần thiết đối với xã hội cũng như đối với giáo hội. Dạ, vâng, cũng con xin cảm ơn Đức Cha. Như vậy qua cái trình bày ngắn gọn của Đức Cha, cái học thuyết xã hội này nó liên quan hầu như mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của một quốc gia. Và có lẽ, kính thưa Đức Cha, một trong những cái điều mấu chốt hiện tại trên để phát triển một cái nền kinh tế hay một cái thịnh vượng của một quốc gia hay xã hội toàn cầu, nó vẫn là cái tài chánh, nó là kinh tế. Vậy thì quan điểm của giáo hội như thế nào trong lĩnh vực cái kinh tế, và gọi là kinh tế thì nó liên quan đến cái công bằng của xã hội, thưa Đức Cha? Vâng,
Cái câu hỏi của cha bao gồm nhiều khía cạnh. Tôi xin phép là chia nó ra để có thể dễ hiểu hơn cho những người có lẽ không chuyên môn. Thì trước hết, theo quan niệm của Aristotle cũng như Thánh Thomas, con người là một hữu thể xã hội. Aristotle và Thánh Thomas nói rằng con người bình thường là hữu thể xã hội. Chỉ có thần thánh hay là những người là chưa là người, nửa ngợm, nửa đời ươi thì lúc đó mới là không phải là hữu thể xã hội. Thành trở ra chúng ta sinh ra đã mang một chiều kích xã hội rồi. Thành trở cái chiều kích xã hội đó nó nằm trong cái cấu trúc của con người giúp cho người được phát triển. Không ai có thể làm người và phát triển nếu đứng ra bên ngoài cấu trúc xã hội, nếu khép kín trên chính mình. Hay hồi nãy cha có nói không có nước nào là một hòn đảo, thì cũng không có người nào là một cá nhân khép kín. Cá nhân khép kín đó hoặc là thần thánh, không cần đến anh em, không cần đến chị em, không cần đến xã hội, hay là nửa người nửa ngượng nửa đứa ơi chưa là người. Đã là người thì có cái chiều kích xã hội gắn liền với chúng ta. Như hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đó cũng là qua cái chiều kích xã hội của con người chúng ta. Rồi cái thứ hai, vì là một hữu thể xã hội thì sống trong xã hội, thì cái chiều kích xã hội rồi, và chiều kích chính trị và kinh tế nó nằm ở trong con người chúng ta. Nó là một lãnh vực mà trong đó chúng ta phải sống, chúng ta phải đồng hành, chúng ta phải đưa ra quyết định. Chúng ta được phát triển hơn, được làm người hơn, tài năng chúng ta được phát triển hơn khi mà đất nước có những cái luật lệ và có những cái chiều hướng giúp cho con người được phát triển, giúp cho con người được sống nhân ái hơn, giúp cho con người được thể hiện cái tình liên đới với nhau hơn. Thì đó, nó nằm trong cái cấu trúc. Rồi có những thể chế chính trị không cho con người có thể gặp gỡ nhau, đối thoại với nhau. Mà chúng ta hôm nay trên cái từ chuyên môn người ta chia thành mấy cái thể chế toàn thống, như là Taliban, tức là lấy một cái quan niệm tôn giáo nào đó để rồi áp đặt lên xã hội, bắt xã hội phải là hoàn toàn đi theo cái quan điểm tôn giáo đó. Đó là toàn thống. Rồi toàn trị là những chế độ độc tài đảng trị như là Stalin, Stalinist, hay như là chế độ của Mao Trạch Đông hôm trước đây. Và hôm nay thì ngay những chế độ toàn trị đó cũng bắt đầu biến đổi phần nào. Ngay như Trung Quốc hôm nay thì cũng đưa cái kinh tế thị trường vào, mặc dù đó là thị trường, kinh tế thị trường nhanh nhạy, nhưng mà không có chủ trương như ngày xưa là quốc hữu hóa toàn trị như ngày xưa. Rồi ở các nước như Việt Nam ta cũng vậy. Nhưng mà nơi đó thực sự ra kinh tế thị trường chưa được hoạt động một cách đúng đắn. Chính vì vậy nó có những khuyết tật. Sáng nay tôi vừa đọc bài báo nói về những chuyến bay giả cứu, là đưa ra chuyến bay đó với một lý tưởng rất đẹp. Nhưng rồi với một cái ý đồ khác, với một cái lạm dụng khác, thì hóa ra 2.000 chuyến bay đó đã gây khổ đau cho những người sống bên ngoài và cần phải trở về đất nước mình hay ra khỏi đất nước. Thì chúng ta thấy đó là cái vấn đề nằm ở đấy. Là tại sao có cái cơ cấu tổ chức nó cho phép như vậy. Vâng, cảm ơn Đức Cha. Như vậy thì Đức Cha, vì cái điều đề tài của Đức Cha nó liên quan tới cái giới lăng thứ bảy, chớ tham của người, và kinh tế thì dính dáng tới cái tiền bạc và tài chánh. Như vậy thì cái một phát triển một kinh tế họ cũng sẽ dựa vào những cái chỉ tiêu, nhưng mà một mặt xét theo giáo lý thì nó cũng là một cái ma lực. Thưa Đức Cha, như vậy thì cái sự phải chăng cái sự công bằng hay là bất công nó cũng nằm ở trong cái khía cạnh này, Đức Cha? Vâng, công bằng hay bất công nó cũng nằm trong cái phận người. Nó nằm trong cái thế giới này,
cái thế giới mà chúng ta đang sống không phải thiên đàng. Thế giới chúng ta đang sống không có cái công bằng tuyệt đối. Và thế giới chúng ta đang sống luôn luôn chập trùng ánh sáng và bóng tối. Điều quan trọng là làm sao bóng tối bớt hơn để ánh sáng được rạng ngời hơn. Trong thế giới chúng ta đang sống có công bằng nhưng có bất công, có vô lý nhưng mà có hữu lý, có tình liên đới nhưng mà rồi cũng không có tình liên đới. Chúng ta, cái cố gắng của chúng ta trong cái xã hội trần gian này, trong cái xã hội hiện tại này là làm sao cái bất công nó giảm đi, để rồi cái công bằng nó tăng thêm, cái tình liên đới nó giảm đi và cái tình người nó tăng thêm. Hãy nói cụ thể, làm sao để các cơ chế được lập lên là để phục vụ con người, chứ không phải để con người làm vật tế thần cho cơ chế và chính trị. Đức Giêsu đã nói một câu rất hay, và cái câu đó, cái giáo huấn của Đức Giêsu đã được Thánh Phaolô tóm tắt qua một cái bức thang giá trị: vạn sự vì anh em, anh em vì Đức Kitô, Đức Kitô vì Thiên Chúa. Trong cái vạn sự đó là có giáo hội, có đảng phái, có các tổ chức, có các nhà trường, có cơ quan chính trị, rồi có hệ thống kinh tế, hệ thống pháp luật. Tất cả những cái đó sở dĩ có là để phục vụ nhân dân, phục vụ con người, làm cho con người càng ngày càng sống an vui hơn. Còn có được đáp ứng các nhu cầu, từ nhu cầu văn hóa, nhu cầu tinh thần, nhu cầu ăn mặc, nhu cầu đi lại, đến nhu cầu văn hóa và tôn giáo. Một chính phủ tốt, nói theo cái nghĩa bình dân, là chính phủ đáp ứng nhiều hơn cái nhu cầu đó. Chính vì vậy thì chúng ta thấy đó là một cái tiêu chuẩn rất là bình thường. Nhưng mà rồi, làm sao cụ thể hóa được cái tiêu chuẩn đó? Thì nói đi nói lại là cái giáo huấn công giáo, giáo huấn xã hội công giáo luôn luôn xây dựng trên cái trục là lấy con người làm chính. Lấy con người làm chính và đòi hỏi tất cả những gì chúng ta đang làm, đang xây dựng, đặc biệt đòi hỏi những người có trách nhiệm trong xã hội, trong đất nước phải làm sao phục vụ nhân dân nhiều hơn. Chính vì vậy chúng ta đau lòng vì những chuyến bay giải cứu đưa ra cái mục đích để phục vụ nhân dân, nhất là trong cái hoàn cảnh rất bi đát, trong hoàn cảnh sinh tử của Covid, thế mà rồi lợi dụng cái đó để bóc lột, để rồi tấn lột nhân dân, thì đó là cái bất công. Và câu hỏi thứ hai, có lẽ chúng ta nếu được phép cho tôi đi sâu hơn cái vấn đề công bằng này. Thì có rất nhiều định nghĩa về công bằng, nhưng mà chúng tôi trên quan điểm học thuyết xã hội công giáo, tức là một cái học thuyết nó nối liền với thần học, nối liền với triết học, thì chúng tôi dùng một cái định nghĩa tổng quát của Aristotle và của Thánh Thomas Aquino. Công bằng là gì? Công bằng là trả lại cho mỗi người điều thuộc về họ. Từ cái định nghĩa tổng quát đó trở thành như một kim chỉ nam để chúng ta đi vào những ngành nghề, những lĩnh vực cụ thể và chi tiết. Chẳng hạn, đối với một công nhân của một nhà máy thì thi hành công bằng đối với họ là trả lại cho họ điều mà họ đáng lẽ ra phải làm, đáng lẽ ra phải được khi họ đóng góp về kinh tế cho nhà máy, cho xí nghiệp. Chẳng hạn, một người công nhân họ làm lụng rất là vất vả thì phải cho họ đồng lương xứng đáng để họ có thể tái sản xuất, để họ có thể nuôi sống bản thân họ, để nuôi sống gia đình họ.
Và chính vì vậy ta thấy tại sao mà công nhân ở Việt Nam lần lượt đi ra nước ngoài để làm việc. Bởi vì nơi nước ngoài, nơi những nước khác, họ cùng làm nhiều khi cùng một việc như vậy, nhưng mà đồng lương họ gấp 2, gấp 3, gấp 4. Thì như vậy, đồng lương ở trong nước họ không sản xuất như vậy. Nhưng rồi máy móc không hiện đại, phương pháp sản xuất không hiện đại, thì cái sản phẩm họ làm ra không có giá trị, hay là sản phẩm họ làm ra có giá trị nhưng mà những chủ nhân không chia cái phần lợi nhuận cho những người làm công, cho những người đấy, thành ra chưa trả lại cho họ điều mà thuộc về họ. Đáng lẽ họ phải Đáng có. lẽ ra họ phải có. Thì đó là một cái mức độ thấp nhất. Nhưng rồi hôm nay người ta không thể nói cái mức độ đó nữa, mà cái mức độ cao hơn đó là trả lại cho con người, trả lại cho người công dân điều mà họ phải có để họ sống đúng tư cách làm người, và tư cách làm người trong cái đất nước, ở cái giai đoạn này, ở cái thời đại này. Chính vì vậy chúng ta thấy những nước Bắc Âu họ đã suy nghĩ rất nhiều và họ đang làm chuyện đó. Vì một người công nhân của nước Thụy Điển chẳng hạn, Na Uy chẳng hạn, vì là người công dân của Thụy Điển, Na Uy, thì chính phủ đó họ có bổn phận, họ nghĩ có bổn phận để trả lại cho công dân của họ cái thu nhập, cái đồng tiền để họ sống đúng vai trò là người công dân của Thụy Điển, của Na Uy, của Phần Lan trong cái thế kỷ này, trong cái giai đoạn này. Và ngay cả những người vì lý do nào đó họ không có thể sản xuất được, không đóng góp về kinh tế đủ cái mức độ sống của họ, thì nhà nước với tính cách là nhà nước của đất nước, có trách nhiệm đối với tất cả công dân, thì lấy thuế của người khác để trợ cấp cho những người khuyết tật, những người thất nghiệp, những người bệnh hoạn cũng có mức sống tối thiểu ngang tầm với xã hội của họ. Thì đó, trả lại cho người công dân của họ điều mà họ cần để sống, và sống cho ra hình người, sống đúng với vai trò của người Thụy Điển, người Na Uy, người Phần Lan. Đó, ví dụ thì không bao giờ là diễn tả được hết, nhưng mà ví dụ để hiểu. Và chính vì vậy những nước ở Tây phương như ở Mỹ luôn luôn có cái trợ cấp tối thiểu cho mỗi người công dân. Thì giáo huấn xã hội Công giáo cũng như là triết học hướng về cái đó. Chứ công bằng không phải là công bằng giáo hoán. Tôi đưa cái công bằng tối thiểu là công bằng giáo hoán. Cái ly này giá bao nhiêu à? Chắc cái ly không thì khoảng chừng chắc mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn. Rồi cái nước ở đây thì một chai bao nhiêu? Một chai thì mua một thùng thì khoảng 100 mấy chục ngàn thôi, cho một thùng đó 24 chai. Thì nếu bây giờ tôi mua một thùng nước, một thùng chai nước 24 chai, thì tôi phải trả bao nhiêu tiền? Đó là công bằng giao hoán. Không phải là Đó, công bằng giao hoán là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Nhưng mà cái công bằng xã hội hôm nay không phải chỉ là công bằng giao hoán, mà là công bằng trả lại cho mỗi người điều mà họ thuộc về họ, điều mà họ cần để sống cho ra hình người, cho đúng tư cách của con người, xét như là công dân của đất nước của họ. Và ngay chính ở Mỹ chúng ta thấy các tiểu bang không có đồng đều nhau trong cái trợ cấp xã hội. Những tiểu bang giàu như là California hay New York thì cái tiền trợ cấp tối thiểu của họ cao hơn những tiểu bang miền Trung, nông dân. Rồi ở Anh cũng vậy. Thì chúng ta thấy đó, đã họ đang hiểu cái công bằng theo cái nghĩa đó, theo cái nghĩa vẫn luôn luôn lấy con người Công làm bằng. cái mục đích, lấy con người làm cái điểm và quy chiếu. Vâng, chúng con xin cảm ơn Đức Cha quả thật.
đạt được cái điều đó mà hình như là nó gọi là cái chế độ an sinh không đấy chứ. Vâng, chế độ an À, chế sinh. độ an sinh đó là nó không phải chỉ có cái người khỏe không thôi mà còn là đáng cho những người về hưu, những người về già và Và những người khuyết những người tật. công dân. À, như hiện tại họ cũng là một công dân. À, vâng, như vậy thì quả thật nếu mà đạt được điểm đó thì mới là đúng theo cái nghĩa của một cái học thuyết xã hội công giáo đạt được điều đó. Vâng, kính thưa Đức cha, như vậy Đức cha có đề cập đến cái chuyện gọi là vấn đề cái hình ảnh của người công nhân lao động, họ cũng đáng hưởng những cái theo cái chú trọng về con người. À, tuy nhiên hồi nãy Đức cha cũng nói đôi khi một cái xã hội, một quốc gia cũng có những cái không công bằng, những cái bất công, thì chắc chắn khi đã có không những bất công thì là con người thì cái sức chịu đựng người ta có giới hạn, và đôi khi nó xảy ra đây đó có những cái cuộc gọi là phản đối, nó gọi là cái biểu tình, hay là những cái Đình khiếu công. nại, cái đình công. Thì kính thưa Đức cha, quan điểm giáo hội quan điểm thế nào về cái chuyện biểu tình hay là đình công trong cái khía cạnh này Đức cha? Chẳng hạn lấy vấn đề như là giáo chức ở Việt Nam, những cô giáo, mẫu giáo chẳng hạn, để lấy được cái bằng cử nhân mẫu giáo chẳng hạn, giáo dục mẫu giáo hay là cao đẳng, thì họ phải bỏ ra 4 năm để học hành. Mà rồi cái lương mà trả cho họ thực sự ra không tương xứng với cái đồng tiền, với cái cố gắng, với cái sức lực họ bỏ ra, và không nuôi sống được họ. Thì như vậy có công bằng không? Không, không công bằng. À, rồi bao nhiêu người làm những ngành nghề họ sản xuất, nhưng rồi thì đồng lương không xứng đáng. À, và như vậy thì họ đòi phải trả lại cho họ cái điều thuộc về họ, à, cái điều mà họ đáng lãnh nhận, họ đóng góp. À, thì giáo huấn xã hội công giáo luôn luôn yêu cầu trong cái hoàn cảnh đó thì phải đối thoại, trao đổi. Vì đối thoại đó là cái đặc điểm của con người. Chỉ con người mới có thể đối thoại. Và con người hôm nay càng ngày văn minh thì chúng ta phải đối thoại với nhau, phải trao đổi với nhau để tìm một giải pháp nó phù hợp hơn, nhân bản hơn, rồi hữu hiệu hơn, tương xứng hơn cho chúng ta. Tuy nhiên, có những trường hợp là sau những đối thoại lâu rồi mà cũng không đưa đến cái kết quả gì. Và những cái ông chủ hay những người chính quyền họ ra lương, họ quyết định lương là họ có quyền bay cứ xin, nhưng rồi nhiều khi là con kiến mà kiện củ khoai là không đi đến đâu. Thì những người nhân công đó họ chỉ còn có mỗi cái lợi thế, họ chỉ còn mỗi cái dụng cụ mà họ có thể dùng được, đó là đình công, đó là đình công. Và đình công đó dùng như là một cái sức ép, mà sức ép đụng chạm đến cái kinh tế của những ông chủ hay là của những giám đốc. Thì chính vì vậy thì trên quan điểm của nhân quyền thì có quyền đình công, bất bạo động, bất bạo động đó. Thì giáo huấn xã hội cũng chấp nhận cái đó, mà cái chuyện này đã xảy ra trước rồi thì giáo huấn xã hội chấp nhận và coi đó như là cái quyền của người công nhân. Và cách để làm cho những người có quyền phải suy nghĩ lại, phải điều chỉnh lại mức lương hay là chế độ làm việc. Có những chế độ làm việc gây ô nhiễm, hại đến sức khỏe và có thể gây ung thư hay những bệnh tật cho những người làm công, thì họ có quyền đình công để yêu cầu đạt được những điều cần thiết cho cuộc sống của họ, cũng như cho vấn đề sản xuất của xí nghiệp, hay vấn đề dạy học, vấn đề đối với học sinh. Thì trên nguyên tắc giáo huấn xã hội công nhận chuyện đó. Con cảm ơn Đức cha. À, và kính thưa quý vị, tôi xin được trích dẫn cái số giáo lý số 2435
Minh chứng mà lời Đức Cha mới vừa trả lời cho chúng ta về cái chúng ta có được phép đình công theo quan điểm của giáo lý xã hội hay không. Số 2435 này như sau: về mặt luân lý, đình công là việc chính đáng khi đó là một phương thế không tránh được hoặc cần thiết để đạt được lợi ích tương xứng. Tuy nhiên, đình công không thể chấp nhận được về mặt luân lý khi kèm theo bạo động hoặc khi chỉ được dùng nhằm mục tiêu không trực tiếp liên hệ với các điều kiện làm việc hay trái nghịch với công ích. Đó là cái số giáo lý mà chúng ta thấy Đức Cha vừa tóm tắt cho chúng ta. Kính thưa Đức Cha, như đầu giáo lý đề tài hôm nay con vừa nói với Đức Cha, đó là không ai là một hòn đảo, không một quốc gia nào cũng là một hòn đảo cả, mà ngày nay chúng ta thấy rõ điều đó khi các liên hiệp các quốc gia của các vùng như Đông Nam Á hay là các châu Á họ tổ chức thành một cái châu lục như ASEAN, EU hay SNC. Như vậy thì quan điểm giáo hội nói như thế nào về việc cái sự liên đới giữa các quốc gia, giữa các châu lục hay giữa các lục địa như thế này? Những thông điệp sau cùng của giáo huấn xã hội công giáo luôn luôn khai thác về chuyện đó. Và giáo hội kêu gọi chúng ta là những người đang đồng thuyền, đang cùng trên một con thuyền nhân loại. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn của lịch sử, đang cùng nhau đi trên con thuyền nhân loại. Chính vì vậy, để con thuyền đó được thuyền yên bể lặng thì chúng ta cần phải liên đới với nhau. Những nghiên cứu về môi trường và môi sinh hôm nay làm cho chúng ta càng suy nghĩ hơn và ý thức hơn sự liên đới đó. Không thể nói nhân loại cứ sống chết mặc bay, còn tiền ông tiêu rồi lương thực ông ăn, không thể nói như vậy trong thế giới hôm nay. Và ngay cả thế giới ngày xưa, nếu chúng ta đọc lại lịch sử cổ đại của La Mã, đế quốc La Mã tan vỡ, khi mà cái người La Mã chỉ có một nhóm nhỏ sống rất là sống nhất là hoang phí, sống rất là sung sướng, trong khi đó thì không để ý đến những người ở bên ngoài họ mà họ gọi là quân Manji. Nhưng rồi đến một lúc nào cái quân Manji nó càng tăng lên và nó tràn vào thì đế quốc La Mã đã tan vỡ. Đế quốc La Mã dùng quân Manji để đi đánh nhau, để làm lính cho họ. Trong khi đó thì họ sống vương giả, sống trên trên đầu, trên cổ của những quân Manji đó, theo cái nhìn và theo dụng ngữ của họ. Nhưng rồi đến lúc chính những người mà họ gọi là Manji đó đứng lên để đòi quyền và dùng vũ lực, dùng chiến tranh để đưa đất nước, đưa đế quốc La Mã đến cho tan vỡ. Thì hôm nay cũng vậy. Các nước Tây phương, các nước giàu cũng không thể đóng cửa lại và nghĩ rằng bay sống chết mặc bay, tiền ông tiêu, đất nước ông xây tường. Có một tổng thống một nước nào đó đã định xây tường để mà ngăn cách, mà hiểu có ngăn cách được không? Chính vì vậy thành thực ra Liên Hiệp Quốc được lập lên để nghiên cứu về vấn đề đó, để giúp nhân loại càng ngày càng ý thức được chuyện đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng, như Đức Giáo Hoàng cũng nói, cái cơ cấu và tổ chức Liên Hiệp Quốc được thành lập sau Thế chiến thứ hai đến hôm nay không còn thích hợp. Và đó là một cái cơ cấu tổ chức mà không có một cái uy quyền nào cả. Cái gì cũng phải đồng thuận, mà bao giờ được đồng thuận 100%. Thành trở ra một cái tổ chức hôm nay thì tiếng thì rất to, nhưng mà trong thực tế của cuộc sống chỉ có cái ý nghĩa tượng trưng. Thì người ta đang kêu gọi để cải tổ lại cái tổ chức Liên Hiệp Quốc, để rồi cái tổ chức đó có thể hữu hiệu hơn đối với nhân loại hôm nay. Chẳng hạn trong cái tổ chức đó, hai cái nước mà hôm nay kinh tế hạng khá như là Đức và Nhật thì không có một vai trò gì trong cái tổ chức Liên Hiệp Quốc, không có thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Đó thì thành ra một cái tổ chức bây giờ chỉ còn như một cái danh nghĩa,
kêu gọi xuống. Nhưng mà hôm nay chúng ta biết rằng quan niệm về môi trường, môi sinh cho chúng ta biết những gì xảy ra ở đây, khí thải ở đây, ở đất nước ta hay ở Trung Quốc không phải chỉ phương hại đến đất nước chúng ta, đến Trung Quốc, mà đến cả thế giới. Những bao ni lông, những rác thải chúng ta đẩy ra biển không phải chỉ nằm ở bờ biển Việt Nam, nhưng mà nó sẽ đi sang bên kia, và những con cá nó ăn vào cái đó, nó sẽ chết cái môi trường, môi sinh chúng ta đang cùng nhau trên một chuyến đi, trên cùng một con thuyền, con thuyền của nhân loại thế kỷ 21 này. Thì tất cả chúng ta phải đồng hành với nhau, trách nhiệm chúng ta liên đới với nhau. Không ai có thể sống mà bế quan tỏa cảm như ngày xưa. Kinh tế, chúng ta thấy lạm phát kinh tế năm 2008 ở Đông Nam Á này ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ, cả kinh tế của thế giới, chứ không phải là chỉ có một nơi nào chỉ ảnh hưởng đến đó thôi. Hay là cái chiến tranh ở Ukraine cũng ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, chứ không phải chỉ có Ukraine với Nga thôi. Thành ra đó, cái thế giới hôm nay chúng ta vẫn gọi là nhân loại như là một ngôi làng thế giới, làm cho chúng ta càng ngày càng ý thức hơn. Ý thức cái vai trò công dân của Việt Nam và vai trò công dân thế giới. Chính vì vậy, có một số kinh tế gia cũng kêu gọi chúng ta phải liên đới với nhau, và kêu gọi những nước giàu phải nghĩ đến cái tương lai của con cái của họ, để rồi trợ giúp cho những nước nghèo. Vì sợ rằng nếu không, cái thế giới càng ngày càng nghèo lên, mà họ không thể giàu được, không thể sống yên ổn như là đế quốc Roma ngày xưa, cũng không thể sống yên ổn trên sự giàu sang mà họ lấy từ những nước khác về, để có thể tiếp tục sống nếp sống của họ, họ phải nghĩ đến những người khác. Trong cái thế giới liên đới hôm nay, trong cái thế giới toàn cầu hóa hôm nay, thì đó là cái liên đới hôm nay mang một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Thành thử ra có người đã kêu gọi những người giàu, những nước giàu phải nghĩ đến anh em của mình, những người đang đồng hành với mình trên con thuyền nhân loại, để trợ giúp cho họ sống cho ra hình người. Và nếu không nghĩ như vậy thì nghĩ đến tương lai của con cháu họ, để con cháu họ tiếp tục sống như hôm nay, thì phải giúp đỡ những giới trẻ, những nước khác, để họ cũng được tăng trưởng lên, để cùng đi trên một con thuyền đó. Còn nếu không thì chính những người kia sẽ làm con thuyền đắm, và con cháu của họ biết đâu cũng trở thành như con cháu của đế quốc Roma ngày xưa. Đó, hình ảnh thì không bao giờ là đúng hết, nhưng mà nó có ý nghĩa tượng trưng như vậy. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha. Kính thưa Đức Cha, vì thời gian cũng đã sắp hết, thì ban chương trình chúng con xin được gửi đến Đức Cha một câu hỏi cuối cùng. Đức Cha nói có sự liên đới của các quốc gia với nhau, và chắc chắn nó sẽ liên quan đụng tới những cái khía cạnh khác, trong đó mà là một khía cạnh về chính trị. Kính thưa Đức Cha, như vậy thì quan điểm Hội Thánh thế nào về cái việc là có cho các thành phần trong Hội Thánh tham gia vào chính trị hay không, và đó là cái thành phần nào, thưa Đức Cha? Có một nhà văn công giáo, một nhà nghiên cứu văn học công giáo có nói: trên đời có hai điều mà chúng ta không thể không biết, không thể không để ý: đạo đức và chính trị. Cái người mà không có đạo đức thì người vô luân, trở thành vô luân. Nhưng rồi người mà không có chính trị thì không thể phi chính trị, mà là trở thành người ngốc. Vì như tôi nói hồi nãy, con người là một hữu thể xã hội. Một hữu thể xã hội không thể sống khép mình, không thể là lấy mũ ni che tai để không biết gì xảy ra.
mình phải có quan điểm chính trị. Có quan điểm chính trị để biết lựa chọn cái hệ thống chính trị nào phù hợp với dân tộc của mình, với thời đại hôm nay. Vậy hệ thống chính trị nào tôn trọng cái nhân phẩm của con người, tôn trọng quyền tự do của con người. Chính vì vậy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong cái thông điệp 100 năm, Ngài nói là không có hệ thống chính trị nào là tuyệt đối hoàn thiện. Hệ thống chính trị nào cũng có những khuyết tật của nó. Nhưng rồi Ngài nói, nếu phải chọn trong những hệ thống chính trị bất toàn đó, thì hệ thống chính trị dân chủ vẫn bớt bất toàn hơn. Thì chính vì vậy, thì người Công giáo cần phải có quan điểm chính trị, có lập trường chính trị và có lựa chọn chính trị, và cố gắng để ủng hộ cho những hệ thống chính trị đem lại phúc lợi hơn cho con người, cho nhân loại. Tuy nhiên, giáo hội với tư cách là một tôn giáo để lo phần tâm linh của con người thì không thể, những chức sắc của giáo hội tham gia trực tiếp vào chính trị đảng phái, không thể trở thành nhân viên, trở thành công chức của một nền chính trị nào. Nhưng mà phải có quan điểm chính trị, có lập trường chính trị. Hai cái đó khác nhau. Tuy nhiên, người giáo dân là những người đang sinh hoạt trong lĩnh vực kinh tế, chính trị thì không những có quyền mà có bổn phận phải tham gia trong những hệ thống chính trị đem lại phúc lợi, đem lại công bằng, tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm, và đặc biệt phải làm sao để nhân loại này không rơi vào hệ thống chính trị mà tôi gọi là toàn thống và toàn trị. Và cố gắng, như Đức Giáo Hoàng nói, trong những cái xấu thì chọn cái bớt xấu hơn, đó là dân chủ. Vâng, con xin cảm ơn Đức Cha. Như vậy thì kính thưa quý vị, lời Đức Cha cũng đã nói lên quan điểm giáo hội về cái việc tham gia chính trị. Như vậy thì các bậc giáo sĩ không được phép tham dự bởi vì đời sống tâm linh nó quan trọng, nhưng mà cũng có thể trình bày những cái quan điểm của mình để mình chọn lựa những cái sự thật, những công bằng, những điều mà liên quan đến phúc lợi của con người. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã nói, Ngài đã làm đến và làm chứng cho sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em. Kính thưa quý vị và kính thưa Đức Cha, cái đề tài về cái học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo phải nói rằng là rất là lớn, và trong một thời gian ngắn ngủi mà Đức Cha đã trình bày một cách ngắn gọn súc tích như vậy, thì chúng con thiết nghĩ là chắc hãy hẹn Đức Cha thêm một buổi khác nữa, vì nó còn liên quan đến cái những khía cạnh về chiến tranh, về cái đối tượng người nghèo, những người gọi là tàn tật nữa. Thì mong rằng chương trình cũng sẽ được chào đón Đức Cha một lần nữa để Đức Cha cũng chia sẻ cho chúng con ít ra như chúng con để nắm rõ được những cái học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Mình nữa xin được phép đại diện cho chương trình giáo lý trực tuyến, đại diện cho quý khán thính giả, chân thành cảm ơn sự hiện diện của Đức Cha. Đức Cha đã dành thời giờ quý báu cho chúng con trong cái giờ phút này. Chúng con xin kính chúc Đức Cha luôn mạnh khỏe và được nhiều tràn đầy ơn Chúa, để dù Đức Cha bất cứ ở vị trí nào, Đức Cha cũng thể hiện như là một cái người mục tử, vì người mục tử của Đức Kitô thì không hệ tại nên chức vị, nhưng hệ tại nên cái chứng nhân sống động. Con xin rất chân thành cảm ơn Đức Cha. Một lần nữa xin cảm ơn Cha Giám Đốc và tất cả nhân viên đã cộng tác với Cha Giám Đốc để cái chương trình này đến với mọi người. Riêng tôi rất vui nếu còn có cơ duyên gặp lại nhau. Mai sau, dù có bao giờ, chúng ta vẫn nhớ đến cái ngày mà chúng ta được hân hạnh để thảo luận nhau. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả qua chương trình này. Và chúng ta cố gắng để có chương trình được trao đổi một cách nó rộng rãi hơn. Ước mong là có lần khác thì có làm cái tọa đàm chẳng hạn về cái đề tài này. Chân thành cảm ơn. Vâng, chúng con xin cảm ơn Đức Cha.
Và kính thưa quý vị khán thính giả, vì đây là một buổi tọa đàm đặc biệt trong chương trình giáo lý trực tuyến các anh tìm gì, cho nên những thắc mắc của quý vị, xin quý vị chúng ta có thể gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại qua trực tiếp số điện thoại 0936569924 hoặc là gửi tin nhắn qua số điện thoại qua Viber hoặc là Zalo. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thắc mắc của quý vị và chúng tôi sẽ chuyển đến cho Đức cha Phaolô. Và hẹn quý vị một buổi sắp tới, Ngài sẽ giải đáp cho quý vị trong liên quan đến khía cạnh về học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Kính chúc quý vị được tràn đầy ân sủng của Chúa nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse.